Xin chào cả nhà luôn. Hôm nay mình đi thăm bể rắn. Và này mình đặt 10 cái. Giờ tới cái đầu tiên nè, vô thăm luôn cả nhà. Chỗ này trống trơn. Ô dính à. Ờ kẹt đầu luôn, chuột con luôn. Rắn nhỏ quá, vô không ăn chuột để ra bị kẹt đầu. Mình xử lý cái này luôn cả nhà ơi, chuột nó xíu mà không ăn được chuột kìa. Này con nhỏ nãy gặp ông anh ông đi gần thăm kèo đó, cho ông ăn luôn rồi, nhỏ quá. Tới cái tiếp theo cả nhà ơi. Mình đặt luôn, đây là bọt keo lai gấp đây sống trơn rồi. Ui bu quá rồi, ui bu kiếm u nữa, chuột chết gì đây. Ô vô có hàng cái ơi. Đây ô hổ hành, chào bá, có cầm tay mình luôn cả nhà. Nặng dữ ạ. Ồ, vô cả nhà ơi. Yo. Hàng khủng coi nè. Nóng lạnh chưa? Bật lên im quá, ở trên trống trơn mà dưới mé lá. Lá nó ủ, im trời luôn. Rồi vô không ông ăn chuột luôn, chuột chết rồi. Chuột chết vô. Rồi nó dày dữ ăn chạy. Dày dữ luôn. Vô là trời. Hàng khủng quá nhà. Con này nhất rồi. Vô đại luôn. 900 g. 900 g xiềng luôn. Khủng thiệt chứ. Con này vô lâu ăn chuột đói. Đói chuột sình luôn. Rồi em bắt ra luôn nha. Hàng khủng thiệt. Túi cũ dữ rồi. Rồi xin nói thiệt với cả nhà luôn là chỉ có rắn hổ hành mình dám bắt thôi, còn mấy rắn khác dính mình không dám bắt, nhất là rắn độc này cả nhà. Dính rắn độc là mình thua trắng nước luôn chứ không dám bắt. À mình cũng không có chuyên nghiệp mấy nên bắt cũng chặt ruột cả nhà ơi. Cả nhà xem video nhớ thông cảm cho mình nha, mình không phải chuyên nghiệp, nghiệp dư mới bắt đầu đặt mấy năm nay cả nhà. Kiếm vàng quá, u gác trời bích miệng luôn. Không chú ý anh. Rồi tự ra đi. Kiếm vàng quá trời, kiếm vàng luôn. Quá khứ cả nhà, ô dài nè, dài mà nó bự nữa, khủng thiệt chứ, quá đã nha, cực
ký luôn, thì 900 gram ký hơn luôn. Rồi mình bỏ vô mình bắt chuột luôn cả nhà. Quá đã. Con đầu tiên luôn. Thấy là thăm mấy cái rồi. Không có nào hết trơn. Toàn chuột chết luôn. Này lại thấy kiến bu rồi, em gùi bu tới đâu chuột, chuột chết xong nữa. Quá đã nha. Bắt chuột bỏ vô luôn. Mình đi tiếp. Cái nữa cả nhà. Rồi cái cuối cùng luôn cả nhà ơi. Nãy giờ thấy mấy cái kia không dính. Ui, có hàng, có hàng cả nhà ơi, thấy rồi. Đang thui. Bự nhỏ đây. Ui, con nặng nè. Củ hành. Ui. Bự nha ơi. Nhỏ hơn con hồi nãy chút cũng được. Mở ra cái nhà xem. Ồ, con này cũng nhì cả nhà, 400 gram nửa ký, không im, ngon lành. Này dính lâu, lúa còn thinh, im quá. Bà cây la này ngon quá nha, trống trơn ở dưới mé này bịch. Rồi, lấy túi bắt nữa nha. Quá im, cũng bự nha, kỳ luôn. Mình bỏ túi rồi vô luôn cả nhà ơi, chỉ mưa quá rồi, gầm thì hị ghê quá, phải dừng nên cũng giỏi lắm cả nhà, đường thiên nước độc mà. Mình đặt cái bẫy lại mình vô cả nhà ơi. Vô. Im quá nhờ. Quá ngon. Bự bự không. Rồi keo này đó giờ ít đây đặt. Đất nhà mình đặt nên không ai vô đây đặt hết trơn. Rồi mưa tới luôn cả nhà ơi, giọt lẻ mới được. Rồi mình xin kết thúc video luôn cả nhà ơi. Cả nhà mưa luôn cả nhà. Xem video nhé, cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký luôn nha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà luôn. Hẹn gặp cả nhà những video tiếp theo nha. Bye bye.